Virus Ebola vẫn chưa lây lan sang bờ biển Nga, nhưng chính phủ nước này đã đưa ra hàng loạt các biện pháp phòng bệnh. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng sự lo sợ thái quá sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế. Trong khi đó, thì tại Sierra Leone, nước này lại bất lực nhìn ngành du lịch của mình lao dốc. Bác sĩ Koulibaly, nhà dịch tễ học tại bờ biển Nga cho biết ông sẽ cố gắng hết sức để không có ai tại khu vực này nhiễm bệnh. Từ tháng 3, chúng tôi đã bắt đầu những chiến dịch phổ biến thông tin cho người dân về sự nguy hiểm của virus Ebola, rằng đó không phải là những điều chỉ có trong trí tưởng tượng, mà đó là sự thật, là cái chết và nhiều người chết. Trước cửa lối vào nhiều tòa nhà văn phòng và tòa nhà của chính phủ, nhiều trạm rửa tay công cộng với dung dịch tay rửa được đặt sẵn cho người dân sử dụng. Một điều đáng chú ý hơn là ngay cả hành động bắt tay hay cách chào truyền thống với ba nụ hôn trên má cũng được chính phủ khuyến cáo rằng nên tạm dừng. Thông thường việc va chạm giữa người và người rất khó tránh khỏi. Chúng tôi là sinh viên và thường sử dụng xe buýt. Chúng tôi có thể chào mọi người nhưng không chạm vào người họ và sẽ cố gắng thực hiện theo hướng dẫn của chính phủ. Tuy vẫn chưa có trường hợp nhiễm bệnh nào được ghi nhận tại bờ biển Nga, nhưng đã có hai hội nghị quốc tế bị hủy bỏ. Bộ trưởng Thương mại của bờ biển Nga, ông Jean-Louis Billon cho biết, cho đến nay chúng tôi đang gánh chịu những ảnh hưởng về mặt kinh tế vì rất nhiều người đã hoãn chuyến bay đến đây. Trong khi các chuyên gia kinh tế vẫn đang đánh giá thiệt hại của Ebola gây ra, thì sự xuống cấp của nền kinh tế đang dần hiện rõ tại những quốc gia có biên giới với bờ biển Nga. Theo quỹ IMF, tăng trưởng kinh tế của Liberia và Sierra giảm 3,5% vì lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng. Tăng trưởng tại Guinea giảm 1%. Trước đó, Standard Chartered đã cắt giảm dự báo tăng trưởng từ 4,5% xuống còn 2,5%. Nếu Ebola vượt qua khỏi biên giới, bờ biển Nga có thể sẽ phải đối diện với tình trạng tương tự với nền kinh tế chiếm 40% kinh tế khu vực, cộng thêm những tác động, kể cả lạm phát cao, thì ảnh hưởng sẽ lan rộng trên toàn khu vực, chứ không còn chỉ riêng ở bờ biển Nga nữa. Theo ông Alan Feller, đại diện thường trú của IMF tại bờ biển Nga, ông cho rằng mọi người nên giữ vững tâm lý trước dịch bệnh. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ rằng nó đang nằm ngoài tầm kiểm soát thì chúng ta sẽ càng bị áp lực tâm lý đè nặng. Ông Billon cho biết, chính phủ luôn cập nhật thông tin mới nhất cho người dân. Tổng thống đầu tiên của chúng tôi là một bác sĩ, do vậy mà chúng tôi có bệnh viện và TV ở khắp mọi nơi, nhờ vào đó mà chúng tôi có thể thông báo đến cho người dân. Tại Sierra Leone, tình hình còn tệ hại hơn khi virus Ebola làm tê liệt nền kinh tế nước này và ngành du lịch gần như đang lao dốc. Nhiều khách sạn đã phải đóng cửa và sa thải bớt nhân viên. Chúng tôi không thể tiếp tục duy trì chi phí hoạt động của doanh nghiệp nữa, do vậy mà chúng tôi buộc phải sa thải bớt nhân viên. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết tăng trưởng trong năm của Sierra giảm xuống còn 8%. Ngay cả thương hiệu khách sạn nổi tiếng Radisson Blu cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Đóng cửa bớt một phần của khách sạn là cách để doanh nghiệp này duy trì hoạt động. Chúng tôi đóng bớt một số tầng, một số phòng và các nhà khách và sẽ chỉ mở khi cần thiết. Trước đó, trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ Sierra đã ra lệnh đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Medicine Sans Frontier lại cho rằng đóng cửa biên giới sẽ không giúp ngăn chặn dịch bệnh mà còn khiến lây lan dễ dàng hơn bởi một số trường hợp nhiễm bệnh được che giấu.